Vâng, xin chào khán giả của Bonsai Hà Phong. Trước mặt tôi đây là nhà vườn của chú Đoàn Văn Dũng ở thành phố Ninh Bình. Một không gian nhà vườn rất lớn và có nhiều cây đẹp, đa số là cây hoàn thiện. Chúng ta cùng đi vào bên trong để quay những tác phẩm bonsai. Vâng, trước mặt chúng ta là một cái không gian bonsai phải nói là rất lớn, có rất nhiều cây. Tôi quay tổng quan qua một lượt để quý vị hình dung được cái vườn bonsai này. Khối đá lũa tự nhiên, một khối đá liền khối, giống như một con cóc vàng, nhìn rất ấn tượng. Đây là một tác phẩm xanh quê, ký đá. Đây là một tác phẩm xanh Nam Điền ôm một khối đá lũa, được các nghệ nhân Ninh Bình tạo tác. Những chiếc rễ được lùa vào trong hốc của cái viên đá này tạo nên cho tác phẩm những điểm nhấn. Bởi vì về khu vực Ninh Bình thì chúng ta đều thấy những tác phẩm ký đá giống như thế này, và những nghệ nhân Ninh Bình rất khéo léo trong việc ký đá. Cây có một tay hoành bay rất xa và đẹp, nhìn có điểm nhấn và ấn tượng. Vâng, phải nói đây là một tác phẩm nhìn rất bắt mắt. Một cây xanh ôm đá nhìn rất điệu và nghệ thuật. Tuy rằng tay bông chưa hoàn thiện nhưng đã toát lên một vẻ đẹp, để lại cho người xem một ấn tượng rất tốt về cái tác phẩm này. Một cây xanh rất lớn. Vâng, đây là một tác phẩm tùng La Hán. Cây tùng này cũng làm theo lối dáng tự nhiên và có tay bay. Nhìn cây rất điệu. Và điểm đặc biệt của cái tác phẩm tùng này chính là chiếc rễ này. Tôi phải chuyển hướng.
Vâng, ở đây tôi thấy một cây sung. Một cây sung còn đang ở dạng phôi, nhưng mà nhìn rất ấn tượng. Có những cây phôi mà cũng cần phải quay rất kỹ, bởi vì những cây phôi đó có những nét nghệ thuật của thân bệ. Và đây là một cây mẫu đơn, một cây hoa mẫu đơn tầm trung khá đẹp. Chơi hoa mẫu đơn là một lối chơi tao nhã của những nghệ nhân Việt, mang lại cho chúng ta những nét truyền thống trong không gian sân vườn. Cái đặc biệt của cây hoa mẫu đơn là hoa ra quanh năm và rất bền và đẹp, rất tao nhã, rất tự nhiên. Vâng, đây là một cây xanh Nam Điền dáng trực đang được làm lại bộ bệ rễ này. Tôi đoán không lầm thì ý tưởng của chủ nhân đang muốn làm lại bộ bệ rễ này để cho nó bắt mắt và đẹp hơn. Vâng, đây là tổng quan về cây. Có một tay bay, lối chơi thanh thoát. Cũng còn đang ở dạng một cây phôi chưa được hoàn thiện, cũng đã toát lên vẻ đẹp. Khi cây này hoàn thiện rồi thì sẽ rất ấn tượng. Vâng, một cây tùng La Hán dáng tự nhiên rất đẹp. Và cây hoa mẫu đơn, hoa đỏ rực. Phải nói là một không gian rất đẹp. Không gian vườn bonsai này được đặt trong sân của nhà văn hóa. Đây là một tác phẩm xanh quê, cây già cổ. Địa y mọc nhiều. Vâng, chúng ta quay rồi nhưng không thể bỏ qua cái tác phẩm dưới này được. Đây phải nói là một tác phẩm dưới đẹp. Cây rất già, có con tử bên dưới và có một cành quay đầu về đằng sau, tạo nên cho cây một điểm nhấn nghệ thuật rất điệu và mềm dẻo, tay bông bài mái hợp lý. Nếu để ngắm cây này thì chúng ta càng ngắm càng thấy nó có cái nét đẹp nổi bật. Và bên này là một cây xanh Nam Điền. Cây này có một cái thân hình nhìn cũng khá điệu, cũng có một tay bay. Nhưng điểm đặc biệt của cái cây này có một cái thân bệ rất là lạ thường.
Vâng, chú Dũng Sắt, Ninh Bình. Cái này sau chú phải ký đá. Được biệt hiệu là Dũng Sắt. Đây là một cây xanh lớn của chú. Vâng, cây rất lớn. Cái giống này cháu có một cây, chú nhớ cây của ông Hùng Vũ không? Rồi. Mà họ què lấy. À rồi rồi. Chú con bay hoành hoành ra. Giờ cháu lấy đi. À. Chú có thể giới thiệu cho khán giả cùng cây này xem nó cây này cái đâu. Cây giống Phúc An. Vâng. Ninh Bình. Của các cụ ngày xưa. Cái cây này của công ty xăng dầu Ninh Bình. Được cơ ở trong đồng giao họ Biếu. Khi về mới trồng một cái bờ hồ công ty. Trong nông trường đồng giao á? Thì trải qua mấy chục năm rồi thì nó phóng nó lớn lên. Vâng. Thế khi mà nó lớn nó tốt quá thì nó che kín hết cả khu làm việc với anh thanh lý bán. Thì mình đánh vào đây là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2010. Vâng. Là mình đưa cái cây này về đây và mình cắt ra như vậy là hai ô tô to cạnh. Nuôi đến bây giờ nó được như này rồi. Mà tay nó đuổi nhau đẹp nhỉ. Tiếp tục mình đang làm. Một cây xanh cổ, nhìn cái bộ bệ đẹp quá. Bộ bệ nó ở dưới một cái bờ ao. Bờ ao. Cho nên đây những cái cành kia là mình cắt. Cái cành cái cành to này của nó là nó vươn hết sang một cái bờ hồ. Cành to bên trong này chú. Cành to bên trong là mình cắt tất cả là mình cắt giật nó xuống để tạo thành một cây bonsai to như nó là cây bonsai. Vâng. Thế là cũng đam mê nó. Cái lúc mới mua về cũng các anh cũng nhiều người đam mê giả cũng rất nhiều tiền. Vâng. Nhưng mà thôi đam mê nó thì mình làm một cây sân vườn của cây sân vườn cho mình chơi. Về những nhà của 5 gian. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.